Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng bao gồm Nguyễn Thị Kim Anh, 42 tuổi, quê tại tỉnh Lâm Đồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Nam Bo Việt và Jiang Fei, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Theo tài liệu điều tra, vốn có thời gian lao động tại Đài Loan, Kim Anh đã quen biết với nhiều người Trung Quốc, trong đó có Jiang Fei. Khi về Việt Nam, Kim Anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Nam Bo Việt. Từ tháng 9 năm 2019, công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và hoạt động kinh doanh. Đến tháng 3 năm 2021, Jiang Fei nhờ Kim Anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho một người bạn tên là Wang Su vào Đà Nẵng, Việt Nam dưới danh nghĩa chuyên gia với giá là hơn 60 triệu đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.